Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy được ở trong Ê-sai đoạn 39 câu 5 cho đến câu 8 đó, thì vua Ê-sai-chia đã nói với tiên tri Ê-sai rằng là lời của Chúa mà ông vừa mới thuật cho ta nghe đó thật là tốt lắm. Làm sao mà tốt được quý mài chị em? Chúng ta thấy rằng là tiên tri Ê-sai đang nói tiên tri trước rằng là những cái đồ vật ở trong cung của ngươi, rồi con cháu của ngươi sau này sẽ bị bắt để mà làm quan hoạn trong cung vua Babylon. Vậy đó mà Ê-sai-chia ông nói rằng là lời đó thật là tốt lắm. Rồi ông nói tiếp nữa là vì trong ngày ta còn sống á, sẽ được bình yên và lẽ thật. Điều này chúng ta thấy rằng là vua Ê-sai-chia không hề quan tâm một chút nào đối với lại thế hệ con cháu của ông. Và đây là một cái điều mà rất là đáng buồn trong thời của ông. Tôi ước ao rằng trong thời của chúng ta ngày nay, chúng ta cũng sẽ có một sự quan tâm, lưu tâm và chúng ta cầu nguyện cho thế hệ thanh niên ở trong hội thánh của Chúa, để khi sau này thế hệ của chúng ta qua đi thì sẽ có một thế hệ mới, một thế hệ kế thừa có thể được giúp dấy lên để làm công việc của Chúa cùng với cái sự vận hành của Chúa. Vậy thì chúng ta là hội thánh của Chúa ngày hôm nay, chúng ta cần phải có sự quan tâm và gây dựng một thế hệ trẻ mạnh mẽ từ trong những ngày này. Ước ao của các mục sư, của những tôi tới Chúa có tấm lòng đối với công việc nhà của Chúa trong những ngày này đó là họ mong muốn rằng hội thánh của mình sẽ có những người thuộc thế hệ trẻ được dấy lên để có thể tiếp bước thế hệ cho ông, có thể phục vụ Chúa kết quả. Như ở trong Thi là 110 câu 3, lời của Chúa đã rằng là trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến. Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Chúa nói rằng là trong ngày quyền thế của Chúa, tức là trong ngày mà Chúa ngày thăm viếng, trong ngày Chúa ngày hành động, trong ngày Chúa phục hưng đó, dân của Chúa tình nguyện, và trong đó những kẻ trẻ tuổi sẽ mặc trang sức thánh để mà đến cùng với người của Chúa. Vậy thì mình thấy rằng là trong cái sự phục hưng của Chúa thì những người trẻ sẽ được Chúa ngày kéo đến, những người trẻ được Chúa kêu gọi đến để có thể làm cái công việc của Đức Chúa Trời. Nhưng mà có một thực tế đáng buồn ngày hôm nay, khi chúng ta nhìn vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời nói chung thì chúng ta thấy thanh niên ở nhiều nơi dường như chưa được mạnh mẽ cho lắm. Dường như có một cái gì đó nó làm cho các bạn không thể bứt phá và không thể trở thành người mà lời của Chúa muốn chúng ta trở thành. Dường như có một cái gì đó mà khi chúng ta muốn dấy lên theo lời của Chúa thì nó có cái gì đó đè chúng ta xuống. Và điều đó nó làm cho chúng ta không được mạnh mẽ, không thể là con người thật của chính mình. Chúng ta muốn phục vụ Chúa, chúng ta muốn kết quả cho Chúa lắm, nhưng mà dường như ở trong chúng ta nó có một cái gì đó còn khiếm khuyết và khiến chúng ta mất đi cái sự tự tin để mình có thể tiếp tục tiến bước với Chúa. Thì buổi chiều hôm nay tôi xin được chia sẻ về chủ đề đó là sự trong sạch sẽ khiến cho bạn được mạnh mẽ. Ở trong Gióp đoạn số 8 câu số 7 cho đến câu số 6, từ câu số 6 cho đến câu số 7. Đây là lời của Binh Đát, bạn của Gióp nói thế này: nếu ông thanh sạch và ngay thẳng, quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông và làm cho cả nhà công bình ông được hưng thịnh. Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn thì sau rốt sẽ nên trọng đại. Chúng ta thấy không ạ? Lời của Binh Đát nói rằng là nếu mà Lót thanh sạch và ngay thẳng thì có thể lúc ban đầu mình rất là nhỏ mọn, không ai biết đến mình hết, nhưng mà đến sau cùng thì sẽ nên trọng đại, nhà của mình sẽ được hưng thịnh và lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa Ngài tỉnh thức lắng nghe. Vậy thì cái phước hạnh của một người có một đời sống thanh sạch thì người đó sẽ được phước và được thịnh vượng, được giàu có. Và đời sống tâm linh của người đó có một sự mạnh mẽ. Luca đoạn số 1 có 75: lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Các bạn trẻ thấy không? Chúa Ngài nói rằng là phải lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu vì Chúa, trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Tôi nói với các bạn, rằng dù các bạn có thể nghèo, các bạn có thể không đẹp trai, không đẹp gái, các bạn có thể không có công ăn việc làm lớn giống như là những người khác, nhưng nếu các bạn có sự trong sạch, có một tấm lòng chân thật, có một sự đáng tin cậy ở trong đời sống của mình, thì các bạn sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho một chức vụ lớn ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời sau này. Tính cách tốt sẽ giống như là thép ở trong một kết cấu bê tông. Bạn có thể nhìn thấy cốt thép ở trong bê tông, nhưng nếu thiếu nó thì bê tông sẽ rất là yếu ớt. Một chiếc cầu hay là một tòa nhà mà không có cốt thép thì sẽ dễ bị sụp đổ và tan rã thành từng mảnh dưới những áp lực. Tính cách là những gì mà một người sẽ thể hiện ở trong bóng tối hoặc là trong nơi không ai có thể nhìn thấy.
hoặc là khi bị áp lực đè nặng lên thì điều đó nó sẽ lộ ra. Khi mà chúng ta đứng trước một quyết định đúng hay là sai và chúng ta cần sẽ phải đưa ra, thì lúc đó tính cách của chúng ta sẽ được bày tỏ ra. Nếu không có thép ở trong tính cách của chúng ta thì chúng ta sẽ trở nên quá yếu đuối để đối mặt với những trận chiến ở trong cuộc đời. Chúng ta sẽ cảm thấy mình giống như là một người nghiện rượu. Khi cuộc đời trở nên tốt đẹp thì mình sẽ rời bỏ khỏi chai rượu. Nhưng mà khi mà cuộc sống trở nên khó khăn, áp lực hơn một chút thì chúng ta sẽ tìm lại đến với chai rượu. Tại sao vậy? Tại vì những người nghiện rượu họ phải mượn rượu để họ có thể giải tỏa những căng thẳng. Đôi khi chúng ta chê bai những người nghiện ngập, những người chè chén, be bét. Nhưng mà chúng ta không biết rằng có một cái thực tế mà những người họ nghiện rượu đó, họ phải mượn rượu để mà che lấp, đó là cái sự yếu đuối ở trong tính cách của họ. Nào là tiền bạc, nào là công ăn việc làm của họ bị sa sút, hoặc là vợ con không quan tâm, không yêu thương đủ, và thế là họ buồn, họ không thể trả lời, hoặc là họ không thể nào đối diện với lại những người xung quanh được, và họ phải tìm đằng sau những cái chai rượu ly bia đó. Và đó là cái tính cách yếu đuối. Và Chúa không muốn cho những người trẻ chúng ta có cái tính cách này ở trong đời sống của chúng ta. Cái sự mạnh mẽ ở trong một người không phải thể hiện ra qua lời nói, đúng không? Không phải là qua cái sự la lối hoặc là mình lớn tiếng với những người xung quanh mình là người mạnh mẽ đâu. Nhưng mà cái người mạnh mẽ là cái người có thể chịu đựng được, vẫn bình tĩnh được, vẫn có thể bình chân như vậy được trong những lúc áp lực nhất, trong những lúc khủng hoảng nhất, mình vẫn có thể trụ được. Và các bạn có thể thấy điều này ở trong thực tế, đó là có những cái căn nhà to và lớn họ phải sử dụng những cái cốt thép bê tông, phải có sắt thép cứng thì cái căn nhà đó mới có thể chứa được nhiều người. Khi các bạn có một chức vụ càng lớn ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời sau này, trọng trách của các bạn được gia tăng, thì các bạn sẽ thấy rằng là tính cách của mình nó rất là quan trọng để có thể khiến cho mình đứng vững ở trong cái chức vụ đó. Ngày hôm nay có nhiều quan chức làm việc ở những vị trí cao ở trong chính phủ. Mình thấy bên ngoài họ có vẻ ổn lắm, nhưng mà thực tế khi mà gọi là điều tra xét hỏi gì đó là y như rằng có những người họ không thể vượt qua được cái sự điều tra đó. Tại vì sao? Tại vì tính cách của họ không tốt. Họ có những cái sự lương lẹo gian dối, hoặc là có những cái sự tham nhũng hối lộ gì đó họ che giấu bên trong. Bởi vì cái tính cách của họ là tính cách tham lam. Khi mà gặp cái sự áp lực của sự điều tra hoặc là của những cái gì đó mà người ta đòi hỏi cái sự chân thật của quý vị, thì cái công việc của họ không thể trụ nổi được trước ánh sáng của sự thật. Cho nên lời của Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải sống thanh sạch. Nó sẽ khiến cho chúng ta được mạnh mẽ ở trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh. Không phải chỉ trong những lúc mà thuận cảnh mà thôi, nhưng mà ngay cả trong nghịch cảnh thì chúng ta vẫn có thể trụ vững được. Chúng ta vẫn có thể trụ vững được. Nhất là khi chúng ta là người theo Chúa, phục vụ Chúa, người ta sẽ nhìn vào trong cái sự thanh sạch của chúng ta rất là nhiều. Đúng không quý mài chị em? Tôi đứng ở đây tôi giảng lời Chúa cho hội thánh của Chúa. Nếu giả sử có ai đó họ không biết tôi là ai, hoặc là mới biết tôi là mục sư thôi, người ta cũng sẽ thắc mắc về gia đình của tôi. Đúng không? Họ sẽ xem coi tôi có gia đình như thế nào, vợ con như thế nào, rồi đời sống tình cảm có ngay thẳng chân thật hay không. Rồi nếu họ thấy, ô đúng rồi, mục sư này ông sống thanh sạch, ông thật sự ông đáng tin, thì họ sẽ lắng nghe. Còn nếu không thì họ có thể chỉ nghe rồi sau đó họ quên đi. Hoặc là khi chúng ta đi làm chứng về Chúa cho ai đó, nếu mà chúng ta không có một đời sống thanh sạch thì người ta cũng sẽ không tin chúng ta. Cho nên để chúng ta có thể theo Chúa, phục vụ Chúa đó, các bạn trẻ, thì chúng ta cần phải có một đời sống tinh sạch và thánh khiết. Tôi không nói về cái lối sống tu thân khắc khổ giống như là những cái tôn giáo khác, nhưng mà tôi đang nói về một tấm lòng thanh sạch bởi huyết của Chúa Giêsu và bởi sự công chính mà Đức Chúa Trời ban chúng ta qua danh của Ngài. Một đời sống được tái sanh, được thay đổi thật sự từ bên trong. Và sự thánh sạch nó sẽ là một kết quả của một đời sống kiên trì, nhịn nhục đi theo Chúa. Điều gì tạo nên tính cách của bạn? Tính cách được tạo nên bởi những nguyên tắc mà bạn cho phép cai trị trong đời sống của bạn. Không phải là chúng ta nghe nhiều sự dạy dỗ tốt mà chúng ta có thể có được tính cách tốt. Nhưng mà tính cách tốt nó là kết quả của những gì mà bạn làm từ những gì mà bạn nghe. Nếu mà chúng ta nghe lời Chúa nhiều, chúng ta nghe cái sự dạy dỗ của nhiều mục sư dạy dỗ rất là hay, nhưng mà nếu chúng ta không quyết định chúng ta làm theo thì chúng ta vẫn sẽ không có một tính cách tốt. Giả sử nếu chúng ta sống một đời sống cao thượng, chúng ta làm những việc cao thượng thì chúng ta sẽ có tính cách cao thượng.
Nếu chúng ta sống một cách rộng rãi, ban cho, thì chúng ta sẽ có tính cách của một người rộng rãi và ban cho. Như vậy thì tính cách nó là một cái kết quả của một quá trình mà chúng ta lựa chọn và chúng ta quyết định làm những việc nào đó trong đời sống của mình. Và để có một tính cách tốt thì bạn phải để cho Đức Chúa Trời Ngài đưa bạn qua một cái trường tôi luyện tính cách của Ngài trong nhiều năm để hoàn tất nó. Có thể trong khi mà chúng ta học tính cách tốt của Chúa thì chúng ta gặp những cái sự thất bại, chúng ta có thể chúng ta va vấp, chúng ta không thể trở thành một người có cái tính cách trong sạch được. Nhưng mà nếu chúng ta nhờ cậy Chúa và kiên trì, bền bỉ, không bỏ cuộc, chắc chắn đến cuối cùng chúng ta sẽ có một tính cách tốt ở trong đời sống của chúng ta. Sự trong sạch, đức hạnh tốt sẽ khiến cho bạn được mạnh mẽ. Thế giới của chúng ta ngày hôm nay đầy dẫy những sự ô uế và xấu xa. Những tạp chí, phim ảnh khiêu dâm, đồi trụy, mạng xã hội, những cái app hẹn hò đều là những cái cạm bẫy cho chúng ta. Nhiều bạn trẻ ngày hôm nay bị phá sản thuộc linh là bởi vì cớ họ mắc vào trong những cái cạm bẫy này. Có những bạn trẻ lúc ban đầu họ nóng cháy sâu sắc, yêu mến Chúa vô cùng luôn, nhiệt huyết lắm. Mình nghĩ rất là không có điều gì có thể hại gục họ nổi. Nhưng mà đến cuối cùng mới phát hiện ra rằng là họ đã bị dính bẫy của những cái điều mà tôi vừa mới liệt kê. Bởi vì ma quỷ nó biết rằng là nếu nó có thể hạ gục được một người ở trong cái đạo đức của họ thì đời sống thuộc linh của người đó cũng sẽ bị tan tành. Amen không quý mà chị em? Nếu mà ma quỷ nó có thể bôi trâu chét chấu lên cái bôi cho chét chấu lên mặt của một người đó thì người đó sẽ không còn mặt mũi nào để hầu vị Chúa hết. Cho nên ma quỷ nó sẽ đem tới nào là những cái điều ô uế, những cái điều gợi dục, những cái tranh ảnh khỏa thân hoặc là những cái mối quan hệ bất khiết để nó cám dỗ những người trẻ. Và ngày hôm nay chúng ta nhìn ở trong thế gian không có Chúa đó, điều này nó xảy ra như cơm bữa. Nhưng mà là người thanh niên có Chúa thì sao quý bà anh chị em? Cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta có quyền năng để chúng ta đắc thắng được những điều này. Amen. Trong sách Châm Ngôn nói rất là nhiều về sự tinh sạch trong đạo đức, và sự bất khiết là một trong những điều được nhắc đến nhiều nhất ở trong sách Châm Ngôn. Châm Ngôn đoạn 7 câu 26 cho đến 27 nói về người nữ, về một cái người kỳ nữ tà dâm như thế này. Vì nàng làm cho nhiều người bị thương tích sa ngã và kẻ bị nàng giết thật rất nhiều thay. Nhà nàng là con đường của âm phủ dẫn xuống các phòng của sự chết. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là cái người dâm phụ đó khiến cho nhiều người nam bị thương tích và sa ngã, và kẻ bị nàng giết thật rất là nhiều thay. Cái con đường của cái người dâm phụ đó là dẫn xuống âm phủ và các phòng của sự chết. Lời của Chúa chỉ dạy chúng ta rất là tường tận. Có thể chúng ta ngại khi mà nhắc đến cái việc này, nhất là vấn đề mà quan hệ tình dục trước hôn nhân hay là những quan hệ tình dục sai trật đó. Nhưng mà lời của Chúa không bao giờ ngại cả quý mà chị em. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng, đó là nếu ai đó mắc vào trong cái bẫy của người dâm phụ thì người đó sẽ bị thương tích và sa ngã. Và Chúa Ngài không muốn cho chúng ta là những người trẻ có những cái mối quan hệ sai lầm như vậy. Chúa không muốn chúng ta bị thương tích, Chúa không muốn chúng ta bị giết ở trong thuộc linh. Và để chúng ta đắc thắng được điều này, chúng ta cần có lời của Chúa. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Làm sao quý mài cho em? Phải cẩn thận làm theo lời của Chúa. Thi Thiên là 119 câu số 11. Tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng với Chúa. Bởi vì ma quỷ nó biết rằng là một ngày nào đó mà chúng ta phạm tội và chúng ta dính vào trong những cái sự ô uế hay là sự gọi là vô đạo đức thì nó có thể tiêu diệt chúng ta trong đời sống thuộc linh. Tôi nói tiêu diệt là bởi vì cớ nó biết rằng là khi mà chúng ta bị mất đi cái danh tiếng tốt, dẫu rằng Chúa có thể tha thứ chúng ta sau đó khi chúng ta phạm tội, xong rồi Chúa vẫn có thể tha thứ chúng ta. Chúng ta có giết người thì Chúa vẫn tha tội chúng ta. Nhưng con người khó có thể tha thứ chúng ta lắm. Các bạn đừng để cho ma quỷ nói rằng thôi phạm đi không sao đâu. Đừng để cho mình giống như Adam và Eva. Ma quỷ nó lừa dối ăn trái cấm đó. Rồi khi ăn xong rồi, nó sẽ quay ngược lại nói với chúng ta rằng là mày thấy chưa? Thấy chưa? Mày không nghe lời Chúa. Không có Chúa nào chứa chấp mày ở trong cái vườn cái đen này hết. Đó là cái sự gọi là đau khổ mà ma quỷ nó gây ra cho một người khi mà người đó không vâng lời Chúa. Và chúng ta biết rằng là con người chúng ta thất bại là bởi vì chúng ta không vâng lời Đức Chúa Trời. Không phải vì trái cấm đó. Chúa Ngài muốn thử cái sự vâng lời của Adam và Eva mà thôi. Nhưng mà họ đã không vâng lời được.
Và điều đó nó cũng di truyền lại cho con người ngày hôm nay. Đó là trong bản chất xác thịt của chúng ta nó có cái sự không vâng lời. Cái chỗ nào mà ghi rằng là không được đổ rác thì cái chỗ đó rác không, đúng không? Cái rạp chiếu phim nào mà ghi là cấm trẻ em dưới 16 tuổi là chỗ đó là dưới 16 tuổi nó vào nhiều lắm. Đó là cái bản chất gọi là tò mò, bản chất xác thịt không vâng lời của người chúng ta. Cái gì mà càng cấm thì người ta lại càng thích tìm đến. Và đó là cái bản chất xác thịt của con người chúng ta. Cho nên về cái lĩnh vực tình dục cũng vậy. Chúa Ngài tạo dựng nên tình dục, đó là một cái phước hạnh mà ở trong cái hôn nhân đó quý vị, thì tình dục nó trở nên tốt. Nhưng mà ma quỷ thì nó muốn dùng cái điều đó để bóp méo đi cái sự trong sạch của tình dục. Nó khiến cho con người có một cái nhìn méo mó về cái điều đó. Và nó khiến cho người ta áp dụng sai chỗ, áp dụng sai người, và khiến cho cái sự thánh sạch của tình dục, cái phước hạnh của tình dục trở nên một cái điều ô uế. Chứ lúc ban đầu Chúa dựng nên, cái điều đó là một cái điều đương nhiên, bình thường, để cho cả hai vợ chồng được thỏa mãn với nhau trong hôn nhân. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là ma quỷ nó đã bóp méo đi lời của Chúa và khiến cho nhiều người không hiểu được, không hiểu được giá trị, không hiểu được cái cách mình sử dụng làm sao để cho đúng đắn. Cho nên qua lời của Chúa chúng ta thấy rằng là một người trẻ thanh niên, nhất là người chưa có gia đình, chúng ta cần phải sống tinh sạch. Mà tinh sạch đầu tiên chúng ta cần phải có, đó là trong tâm trí của chúng ta. Rồi sau đó mới đến những hành vi bên ngoài. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ trong sạch bên ngoài thôi đó, mà cái tâm trí này không được thay đổi, có thể là chúng ta giấu người nào đó, nhưng mà chúng ta không giấu được mặt Chúa. Và Chúa muốn cho chúng ta có sự chân thật nơi bề trong, chúng ta được thay đổi từ bề trong, rồi những cái việc bên ngoài khác nó sẽ tự nhiên bày tỏ ra. Tinh sạch là cách sống mang lại hạnh phúc nhất mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho con người. Chúa không muốn cho chúng ta sống ở trong tội lỗi và đau khổ do những hậu quả của tội lỗi gây ra. Đời sống tinh sạch của bạn sẽ ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của bạn. Không ai vừa có thể sống một đời sống vô đạo đức mà lại vừa là một tín hữu yêu mến Chúa và trung tín với Chúa. Do đó ma quỷ nó tấn công một người trong lĩnh vực này. Và nếu mà Satan có thể hạ gục được một người trong đời sống đạo đức của họ thì đời sống thuộc linh của họ cũng sẽ bị gục ngã theo. Và sự tinh sạch sẽ giữ cho bạn khỏi sự hủy diệt. Có thể tôi chia sẻ điều này, nó là một trong những cái viên thuốc đắng. Các bạn thanh niên có thể khó nuốt. Nhưng mà các bạn biết rằng là thuốc đắng thì giả tật, mà sự thật thì mít lòng. Chúng ta đang nghe lẽ thật của Chúa. Có thể xác thịt của chúng ta nó kêu gào rằng là thôi tôi không có nghe điều này nữa. Tôi không muốn tiếp nhận cái điều này bởi vì nó rất là khó chịu cho xác thịt của tôi. Có thể các bạn thấy rằng là những bài chia sẻ của tôi sao mà nó thẳng quá, sao mà nó có vẻ trực diện quá. Nhưng mà tôi giảng từ trong chính kinh nghiệm của mình. Và điều đó nó sẽ giúp cho các bạn thoát ra được cái bẫy. Tôi gọi cái bẫy là bởi vì cớ ma quỷ nó không bao giờ nó vồ chúng ta ngay lập tức đâu các bạn. Nhưng mà nó sẽ âm thầm nó dụ chúng ta vào trong cái bẫy đó một cách rất êm ái, rất là nhẹ nhàng. Rồi khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta thấy rằng là mình ở trong cái tội lỗi đó, ở trong cái vũng lầy đó, và mình tự thoát ra được, tự mình không thoát ra được. Cho nên có thể những cái lời mà chúng ta nghe hôm nay đó nó khó nghe vô cùng. Nhưng mà tôi nói với các bạn rằng là đây là những cái liều thuốc vaccine mà Chúa Ngài chích vào trong đời sống tâm linh của chúng ta. Để sau này khi chúng ta đối diện với những cái sự bất khiết, ô uế của thế gian đó, các bạn có thể ba chân bốn cẳng giống như tôi bỏ chạy ra khỏi nó, càng sớm càng tốt. Amen không các bạn trẻ? Dạ tôi xin lỗi quý vị, bởi vì tôi đang chia sẻ sứ điệp này là đặc biệt cho những bạn trẻ. Và tôi nghĩ rằng là ngay cả những người lớn tuổi chúng ta cũng cần nghe lời của Chúa, đúng không ạ? Tại vì tôi biết rằng là cái điều này thì ở lứa tuổi nào hầu như cũng bị cám dỗ cả. Có thể trẻ bị cám dỗ theo kiểu của trẻ, nhưng mà người già lớn tuổi cũng bị cám dỗ theo kiểu của người già, của người lớn tuổi. Ma quỷ nó không bao giờ bỏ sót bất cứ ai đâu quý mà cha. Nhưng mà nếu chúng ta đã được lời của Chúa tiêm vào trong tâm linh của mình như là một liều vaccine trước rồi, thì chúng ta sẽ có thể có sức mạnh và đắc thắng được những điều này. Amen. Có nhiều gia đình đã bị đổ vỡ, nhiều cuộc đời đã bị thân bại danh liệt bởi vì cớ lối sống vô đạo đức. Tôi ví dụ như trong Kinh Thánh có ông vua David đã bị thất bại trong lĩnh vực tình dục bởi vì cớ ông đã phạm tội tà dâm với Bathsheba. Sau đó thì gia đình của ông, con cái của ông đã gặp nhiều đau khổ và cái hệ lụy rất là lớn quý mài chè. Ngay cả một vị vua đầy ơn của Chúa cũng có những lúc không giữ được cái sự trong sạch thánh khiết trong đời sống của mình.
Châm ngôn đoạn 4 câu 23, lời của Chúa đó rằng là khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. À, vậy thì tấm lòng của chúng ta là nơi mà chúng ta cần phải canh giữ. Hãy hỏi bản thân mình rằng là nếu Chúa ở trong tôi và Ngài mà là tôi thì Ngài có đi đến những cái chỗ như vậy không? Nếu Chúa là tôi thì Ngài sẽ quyết định như thế nào đối với lại những cái mối quan hệ sai trật đó? Cho nên nếu một người trẻ có sự kính sợ Chúa, người trẻ đó sẽ không dám phạm tội với Đức Chúa Trời. Trong tấm lòng của bạn luôn tồn tại một kẻ phản bội, và kẻ phản bội đó chính là bản ngã xác thịt của bạn. Nó liên tục tham muốn điều ác và bạn phải kinh tởm nó. Chúng ta phải kinh tởm cái thằng xác thịt này, cái tôi của mình. Nó là một kẻ thù số 1. Ma quỷ không phải là kẻ thù số 1 đâu quý vị. Dẫu rằng là ma quỷ cũng là kẻ thù đáng gờm đó, nhưng mà cái kẻ thù lớn nhất của một người đó chính là người đó. Chúng ta cần phải cầu nguyện xin Chúa Ngài đóng đinh xác thịt của con. Tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ để tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng bèn là Đấng Christ sống ở trong tôi. Galati đoạn 2 câu 20. Vậy thì nếu chúng ta có một thái độ của một người đầu phục Chúa và chịu đóng đinh xác thịt của mình, thì chúng ta sẽ thấy được mình không còn là mình nữa. Mình không còn cảm thấy yếu đuối trước tội lỗi nữa, nhưng mà chúng ta có sức mạnh trước tội lỗi bởi vì cớ Chúa Giêsu sống ở trong chúng ta. Một người bình thường khi mà chưa đầu phục Chúa đó, mà người đó thấy những cái chai rượu hoặc ly bia hoặc là điếu thuốc lá, người đó thèm lắm. Hoặc là thấy những cái nơi nhảy đầm hoặc là disco hoặc là karaoke, chớp chớp nháy nháy, rồi có những em chân dài bóng hồng đi lạng qua lạng lại, người đó sẽ cảm thấy mình khó có thể gọi là cưỡng lại được, bởi vì xác thịt nó rất là mạnh. Nhưng mà nếu chúng ta là người tin kính Chúa, đầu phục Chúa, thì những cái thứ đó nó chỉ là vô nghĩa và chóng qua mà thôi. Nó chẳng có sức mạnh trên đời sống của chúng ta đâu. Cho nên một người trẻ muốn đắc thắng được tội lỗi ở trong thế gian này, chúng ta cần phải học cách để đầu phục Chúa. Hãy đóng đinh xác thịt của chúng ta. Đóng đinh dễ không các bạn? À, hình như bài giảng này nó hơi khó nghe cho những người trẻ ha. Tưởng mục sư nói về cái gì đó mình phải sống làm sao cho được phước, chứ bây giờ lại nói nào là phải đóng đinh xác thịt, rồi phải từ bỏ những cái điều của thế gian. Các bạn có thấy bộ phim Cuộc đời Chúa Giêsu, khi mà người ta miêu tả Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá nó như thế nào không? Nó có dễ chịu không? Đau lắm đúng không ạ? Máu me chảy ghê lắm. Một người khi đóng đinh xác thịt của mình trên thập tự giá đó quý vị, nó cũng đau đớn giống như vậy đó. Chúa có nói rằng là nếu mắt bên hữu mình mà xui cho mình phạm tội thì sao ạ? Mình móc cái con mắt đó ra quăng nó đi đúng không ạ? Nếu mà tay hữu mình mà xui cho mình phạm tội thì phải lấy cái tay trái, lấy con dao phay, chặt nó, giục. Nghe khủng khiếp không? Mà trước đó Chúa nói rằng là nếu mà một người mà nhìn người phụ nữ, một người đàn bà mà động tình tham muốn thì phạm tội tà dâm với người đó. Và nếu mắt mình mà xui cho mình phạm tội thì mình móc, giục đi. Nếu mà làm đúng theo cái đen của Hội Thánh đó, đó là Hội Thánh của chúng ta là không có ai mà có đầy đủ hai mắt hết hoặc là mù hết. Đúng không ạ? À? Những người tin Chúa toàn mù hết. Tại vì sao? Làm đúng theo cái đen là móc dục hết. Rồi người thì không còn đủ tay hay chân. Ghê người khác móc giùm. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu ở trong thuộc linh núi vậy. Cái việc mà chúng ta từ bỏ những cái tội lỗi, những cái thú vui ở trong cái con mắt của mình đó, nó đau giống như là việc mà ai đó móc nó dục đi vậy đó. Đúng không ạ? À? Mình cảm thấy khó chịu lắm. Cái tay của mình nó đang lướt mà bây giờ mình mà bỏ cái việc lướt đi là nó cảm thấy khó chịu lắm, giống như mình chặt cái tay đi, mất cái đi. Chứ không có Chúa Ngài không có khích lệ chúng ta là phải tự chặt tay, chặt chân rồi móc mắt. Đó là cái việc hành hạ thân thể của mình, Chúa Ngài không muốn. Cho nên theo Chúa đó là con đường của sự từ bỏ, của sự đầu phục và từ bỏ những tội lỗi. Nó khó lắm các bạn trẻ. Đúng không ạ? À? Có một bạn trẻ kia nói với ông nội của mình rằng: ông nội ơi, ở trên thiên đàng có TikTok không? Cái ông nội ông nói: không, trên thiên đàng không có TikTok con ơi. Vậy thế trên thiên đàng có Facebook không ông nội? Cái ông nội cũng nói là: trên thiên đàng cũng không có Facebook luôn con. Cái đứa nhỏ nó trả lời: vậy lên thiên đàng mà chán như vậy thì con lên thiên đàng làm gì ông nội ơi? Lên thiên đàng mà không có Facebook, không có TikTok, không có smartphone thì lên đó chán làm cái gì cho nó. Vậy thì mình thấy rằng là cái ảnh hưởng của mạng xã hội ngày hôm nay nó rất là lớn đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta rời khỏi xác thịt này, chúng ta được Chúa Ngài rước vào trong thiên đàng
ở trong phần thần linh của chúng ta đó. Chúng ta sẽ thấy rằng là cái TikTok hoặc là Facebook hoặc là những cái nhấp nháy hấp dẫn của đời này đó, nó không là cái gì hết. Khi chúng ta ra khỏi xác thịt này rồi đó, thì chúng ta chỉ thấy rằng là chỉ có Chúa mới là niềm vui mừng thật sự của chúng ta mà thôi. Chúng ta không còn nghĩ gì về những cái gì thuộc về trần gian này nữa cả. Không còn rượu chè hay là vui thú gái gú hay là những cái gì xác thịt, mà là chúng ta không còn ưa thích nó nữa. Lúc đó là những cái mưu kế, mưu mô của con người chúng ta là nó đã chấm dứt hết rồi. Cho nên các bạn ơi, trần gian này chỉ là tạm bợ, nhưng mà thiên đàng mới là đời đời. Dẫu rằng thiên đàng không có Facebook, không có TikTok giống như trên trần gian này, nhưng mà thiên đàng có những thứ còn vui hơn nữa. Có người cười chắc có lẽ không tin, nhưng mà tôi nói thật đó các bạn, thiên đàng là một nơi tuyệt vời vô cùng. Dẫu rằng thiên đàng không có Facebook, không có TikTok, không có Bigo, không có Instagram, nhưng mà thiên đàng là nơi rất là văn minh và hiện đại. Và nơi đó đặc biệt không có tội lỗi. Nơi đó không có tội lỗi. Và đó là nơi mà tất cả tôi và chúng ta sẽ đến. Hẹn gặp lại chúng ta vào một ngày đẹp trời. Chúng ta sẽ được gặp nhau ở trong thiên đàng. Amen. Yeah. Có một cái câu hỏi như thế này. Đó là vào thiên đàng rồi còn có ăn nữa hay không? Vừa rồi có một cái câu đố kinh thánh mà tôi thấy một thánh nọ đăng lên trên Facebook. Cũng rất là hay. Vào thiên đàng rồi có ăn nữa hay không? Theo như các bạn thì vào thiên đàng rồi có ăn uống nữa hay không? Hả? Chúa Giêsu ngài nói với Chúa Giêsu nói thế này này. Đó là trong ngày sau cuối đó sẽ có nhiều người sẽ ngồi đồng bàn với Abraham, đúng không? Vậy thì ngồi đồng bàn làm gì? Ăn chứ, đúng không? Ăn tiệc cưới chiên con, đúng không ạ? Chúa Giêsu nói rằng ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến khi ta uống cái chén nho mới ở trong thiên đàng. Amen. Thiên đàng có ăn uống, đúng không? Có tiệc tùng. Và thân thể mới của chúng ta nó vẫn có thể cảm nhận được những cái phước hạnh ở trong việc ăn uống. Thân thể không hư nát nha các bạn nha. Thân thể hư nát này chúng ta ăn uống chúng ta phải dè chừng, ăn cái gì, uống cái gì, đường bao nhiêu, muối bao nhiêu thì mới khỏe mạnh. Nhưng mà trong thân thể không hư nát thì chúng ta ăn thoải mái, không sợ bị tiểu đường. Nhưng mà trong thân thể mới của thiên đàng thì chúng ta không có lấy vợ gả chồng, không có còn ham thích về cái nhục dục xác thịt giống như trong thân thể của chúng ta bây giờ. Không phải là tình dục là tội lỗi, nhưng mà khi chúng ta sống lại đó thì chúng ta sẽ giống như thiên sứ. Thân thể của chúng ta giống thiên sứ vậy đó. Chúng ta không còn phân biệt giới tính nhau nữa. Chúng ta không còn có những cái cảm giác của xác thịt như bây giờ. Vợ chồng sau khi sống lại vào thiên đàng rồi, chúng ta sẽ xem nhau như là những người bạn với nhau. Amen. Rồi chúng ta trở lại với lời của Chúa chiều hôm nay, đó là khi chúng ta đồ phục Chúa và khao khát làm vui lòng Ngài thì Ngài sẽ ban cho bạn quyền năng đắc thắng trên tội lỗi. Việc đầu tiên đó là chúng ta cần phải giải quyết đối với tấm lòng của chúng ta. Cô-rinh-tô nhất đoạn số 6 câu số 13 trong bản dịch 2010 thì Kinh Thánh chép rằng là đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt cả cái này lẫn cái kia. Thân thể không vì dâm dục nhưng vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Vậy thì mục đích của việc Chúa dựng nên thân thể này đó là vì cơ Chúa. Vì cơ Chúa, chứ không phải là vì cái sự dâm dục hoặc là cái tình dục sai trật mà thôi. Ngày hôm nay những người bạn trẻ không có lời Chúa đó, họ nghĩ rằng là ô thân thể tôi như thế này tôi muốn sử dụng như thế nào tùy ý tôi. Tôi có thể tôi đứng tôi nhúng tôi nhảy đăng lên TikTok hoặc là Facebook để câu view câu like. Nói về việc này đó các bạn, thì cách đây 20 năm về trước á, đối với thế hệ 8X của tôi đó, khi mà nhìn trên TV hoặc là màn ảnh mà nhìn thấy một cô gái mà đứng uốn éo hoặc là nhảy giống như TikTok ngày hôm nay đó, thì chúng tôi suy nghĩ rằng là cô gái đó không đứng đắn. Chỉ có những cô gái ca ve hoặc là không đàng hoàng đó thì mới đứng uốn éo như vậy thôi, ăn mặc thiếu vải. Nhưng mà bây giờ thì nó khác à. Ngày xưa 20 năm về trước á thì nó là như vậy, là suy nghĩ rằng là không tốt. Nhưng mà ngày hôm nay thì ngay cả một cô gái đàng hoàng, đứng đắn, có học thức, có địa vị hoặc là có gia đình đàng hoàng hẳn hoi vẫn có thể đăng lên những cái clip uốn éo mà không bị ai la rầy hết. Tại sao tôi lại nói điều này? Thưa các bạn trẻ, có một thực tế rất là nghiêm trọng, đó là những bạn trẻ cơ đốc ngày hôm nay vẫn tham gia vào trong những điều đó.
Tôi không kết án, không kết tội các bạn, nhưng mà xin Chúa ngài cho chúng ta biết được cái điều gì là tốt và điều gì là không tốt, điều gì là nên và điều gì là không nên. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng mà chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng mà chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Sử dụng Facebook tốt thôi, nhưng mà sử dụng với mục đích như thế nào, đó là điều quan trọng, đúng không ạ? Tôi có thể sử dụng Facebook là để kết nối, để liên lạc với những con cái Chúa, để gây dựng công việc nhà Chúa, chứ không phải là sử dụng Facebook là để mình tán tỉnh hoặc là gạ gẫm lẫn nhau. Mình có thể sử dụng những trang mạng xã hội khác là để trau dồi học thức và có thể tiến thân của mình sau này. Xin Chúa cho chúng ta có thể biết, có sự khôn ngoan để chúng ta biết sử dụng cái phương tiện đó một cách khôn ngoan. Tê-sa-lu-ca thứ nhất đoạn số 4 câu 3 cho đến câu 5. Vì muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lắng sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luôn tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 18. Hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân mình. Vậy thì lời của Chúa luôn nhắc nhở rằng là chúng ta cần phải tránh xa khỏi cái tội lỗi này, bởi vì khi chúng ta phạm vào thì chúng ta sẽ cảm thấy hối tiếc và cái mặc cảm tội lỗi nó sẽ đeo đuổi cuộc đời của chúng ta. Dĩ nhiên sau khi phạm tội, chúng ta ăn năn, chúng ta xin Chúa tha thứ, chúng ta xin Chúa ngài giải phóng chúng ta ra khỏi mặc cảm đó. Nhưng mà cái tâm trí, cái ký ức của chúng ta nó vẫn còn hình bóng đó. Và có một cái thực tế mà người ta nói với tôi như thế này, đó là những ai mà buông mình vào trong sự dâm dục thì nó sẽ luôn có những hậu quả như thế này. Đó là cái người nam nào mà cứ đam mê tủ sắc, đam mê gái gú, thì cái người nam đó sẽ càng ngày càng trở nên ngu muội và cứ khờ khờ, không làm ăn được cái gì hết. Người nam nào mà càng đam mê vào trong tủ sắc thì người đó sẽ càng khờ khạo và u mê. Bằng chứng đó là có những vị vua ở trong lịch sử đó, đam mê gái gú, tủ sắc, rượu chè thâu đêm suốt sáng, những vị vua đó đều chết sớm và không làm ăn được cái gì hết, không tạo nên công danh sự nghiệp gì hết. Nhưng mà riêng đối với là những người phụ nữ đam mê gọi là cái sắc dục, buông mình vào trong những cái tình dục sai trật, trải qua nhiều mối tình, thì những người phụ nữ đó lại càng trở nên hiểm độc và giống như con rắn độc vậy. Tại sao lại như vậy? Trong lịch sử có nói về bà Võ Tắc Thiên. Bà này là một người đã quan hệ hơn 1.000 người ở trong cung đình thời bấy giờ. Bà trải qua rất là nhiều mối tình và bà trở thành một con rắn độc. Bà giết luôn cả những người nam đã từng quan hệ với mình. Và người ta nói rằng là những người phụ nữ mà trải qua nhiều cái cuộc tình như vậy đó, họ trở nên hiểm độc và ngu mô hơn là đàn ông. Nhưng mà riêng mà đàn ông á, trải qua nhiều cuộc tình với những người nữ thì người đó sẽ càng ngu ngơ và khờ khạo, rốt cuộc chết sớm và không làm ăn được cái gì hết. Tại sao lại có điều này quý mà xem? Tại vì ma quỷ là kẻ cướp, giết và hủy diệt, đúng không ạ? Mục tiêu cuối cùng của ma quỷ đó là tiêu diệt con người. Và trong con người thì có nam và có nữ. Và Chúa ngài đặt để giới nào là cao hơn ạ? Nam cao hơn, đúng không ạ? Nam là người lãnh đạo, cho nên ma quỷ nó sẽ tìm cách để tiêu diệt người nam trước hết, rồi sau đó nó sẽ tiêu diệt người nữ sau. Cho nên khi ma quỷ nó đã tiêu diệt được một người ở trong lĩnh vực tình dục sai trật thì nó sẽ tiêu diệt người nam. Nhưng mà nó sẽ sử dụng những người nữ để quyến rũ và thu hút những người nam khác. Để khi mà nó thỏa mãn xong được cái mục đích cuối cùng của nó thì nó sẽ tiêu diệt chính cái người nữ đó. Cho nên đây là bài giảng dành cho những ai muốn thoát ra khỏi tội dâm dục. Và chúng ta cảm thấy rằng là cái cơ thể của mình dường như nó là một cái con ngựa hoang, mình không thể nào có thể kiềm chế được nó. Tôi xin thưa với các bạn rằng là chúng ta sẽ không bao giờ bắt phục được cái con ngựa hoang này cho đến khi chúng ta thật sự gặp Chúa và kinh nghiệm được quyền năng giải cứu của Chúa cho đời sống của chúng ta. Chỉ có Chúa mới giải cứu chúng ta ra khỏi chỗ này mà thôi. Bởi vì nếu chúng ta không cắt chế cái con ngựa hoang này ngay từ lúc tuổi trẻ thì sau này khi chúng ta kết hôn, lập gia đình rồi thì chúng ta có thể sẽ bị cám dỗ và chúng ta không đắc thắng được cái tội đó. Và chính vì cái tội đó nó sẽ khiến cho hôn nhân gia đình của chúng ta sẽ gãy đổ và không được phước sau này. Cho nên chúng ta cần phải giết nó ngay từ trong trứng nước, thưa các bạn. Và cũng như thưa luôn cả những quý con cái Chúa đang theo dõi chương trình này. Có nhiều hôn nhân đã bị gãy đổ bởi vì cớ người chồng ngoại tình hoặc là người vợ ngoại tình. Có những cái tội lỗi tà dâm mà lúc còn trẻ chúng ta không xử lý nó. Xin Chúa ngài cho chúng ta có được sự khôn ngoan ngay từ ngày hôm nay qua lời của Chúa để chúng ta nhận biết rằng là
khi tôi tránh cái sự dâm dục này thì tôi cũng đang tránh cái thảm họa cho gia đình của tôi, tương lai hạnh phúc của tôi sau này. Amen. Như vậy thì tính cách trong sạch của chúng ta nó sẽ khiến cho chúng ta trở nên có giá trị hơn. Chúng ta sẽ trở nên những chàng trai, những thiếu nữ có một giá trị tinh rồng, giống như là những viên ngọc trong sáng ở trong bàn tay của Chúa. Và để chúng ta có thể sống trong sạch thì chúng ta cần phải là người có sự chân thật và là một người đáng tin cậy. Một người chân thật đó là một người luôn biết giữ lời hứa. Một người chân thật đó là một người không biết có cái sự lươn lẹo và xảo trá. Ở trong Thi Thiên đoạn 32 câu 2 chép rằng là phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối. Vậy thì khi mà Chúa tha tội chúng ta thì trong lòng của chúng ta cũng có sự chân thật, không có sự giả dối. Và Chúa Giê-xu Ngài nói với Na-tha-ne-ên, khi mà Na-tha-ne-ên đến cùng với Ngài, Ngài phán như thế này: này một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết. Quý vị thấy không? Các bạn trẻ thấy không ạ? Chúa Ngài đánh giá cao một người chân thật. Chúa đánh giá cao một người chân thật. Có một người đã từng nói rằng là ngày hôm nay đó, phụ nữ họ coi thường những người đàn ông như thế này. Đó là những người nào tử tế và chân thật. Con gái coi thường lắm. Nhiều người phản ứng và người ta ném đá ra đó. Nói như vậy chẳng khác nào mình bôi bác phụ nữ. Nhưng mà thực tế thì chúng ta nhìn thấy cái mặt trái của câu nói đó đó. Nó nói lên một cái hiện trạng, đó là ngày hôm nay có nhiều cô gái lại thích những bad boy, tức là những chàng trai mà có vẻ cá tính, quậy phá đó. Bad boy đó tức là sao? Phải làm sao ăn bận cho nó ngầu, đi xe phải nẹt bô, hoặc là phải làm sao cho nó có vẻ rồ một chút. Con gái ngày hôm nay họ thích những cái kiểu người như vậy lắm. Mới hẹn hò là không có muốn là đi uống cà phê bình thường đâu. Phải đi vô cái quán bar hoặc là vô cái chỗ nào đó mình uống rượu một chút ha, nó có men, ngồi lúc đó mình bắt đầu mình cảm giác phê phê hăng hăng qua cái rượu đó, bắt đầu mình có hứng mà nói chuyện đó. Nhiều cô gái ngày hôm nay họ thích cái kiểu người như vậy đó. Chứ còn mà đàn ông con trai mà mở miệng ra nói mà tử tế quá, tốt quá, không thích. Đó là con gái ngày hôm nay không có Chúa. Nhưng mà tôi ước ao rằng con gái của Chúa ngày hôm nay cũng phải khác biệt so với như vậy. Amen. Và trong lời của Chúa nói rằng là cái người nào mà không có sự giả dối đó, cái người đó Chúa Ngài mới có thể tin cậy và trao phó những cái trọng trách cho người đó. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời không có chỗ cho sự gian dối, không có chỗ cho những cái tính cách mà tôi vừa mới nêu ra khi nãy. Có thể âm phủ và địa ngục tuyển mộ những người nam như vậy, nhưng mà trong vương quốc của Đức Chúa Trời tuyển mộ những người nam có sự chân thật, có sự tử tế, có sự đáng tin cậy. Nói yêu là yêu hết lòng. Yêu là phải chung thủy. Chứ phải là nói mình làm bạn gái với nhau nha. Rồi xong rồi đi chơi xong rồi tối về cái mình nhắn tin cho cô khác là không được. Hoặc là yêu anh này nhưng mà còn mấy anh khác sơ cua nữa là cũng không xong. Cho nên là chúng ta phải là người chân thật, không có sự giả dối. Amen. Nhất là khi chúng ta kết hôn, chúng ta có lời thề nguyện với lại người phối ngẫu của chúng ta. Những ai đã từng trải qua kết hôn ở trong hội thánh đó, chúng ta sẽ biết có lời tuyên thệ đúng không ạ? Anh hứa rằng là anh sẽ yêu em cho đến cuối cùng, cho dẫu rằng là sau này chúng ta giàu có hay là nghèo khó, chúng ta khỏe mạnh hay là bệnh tật ốm đau, thì anh vẫn sẽ cứ ở bên cạnh em. Đó là cái lời thề đó. Ở ngoài thế gian không có lời thề đó, nhưng mà chỉ trong Chúa chúng ta có lời thề đó. Và chúng ta phải giữ cái lời thề nguyện đó cho đến cuối cùng. Như vậy hãy nuôi dưỡng cho chính mình có một lương tâm nhạy bén qua sự chân thật. Nếu bạn cứ tiếp tục sống trong sự giả dối, lương tâm của bạn sẽ trở nên chai lì và cứng cỏi. Lúc đó Đức Chúa Trời sẽ rất là khó để có thể giúp cho chúng ta nhìn thấy chính mình và nhu cầu của mình. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ xây dựng được một tính cách của sự đáng tin cậy. Một người chiến thắng là một người đáng tin cậy. Liệu cha mẹ của bạn có tin tưởng rằng là bạn có thể làm những điều đúng đắn ngay cả khi họ không có mặt bên cạnh bạn không? Liệu vợ của bạn có tin rằng là bạn có thể yêu cô ấy và không có người khác khi mà vợ của bạn không có bên cạnh bạn không?
Liệu chồng của bạn có tin cậy rằng là bạn đi công tác xa nhiều ngày mà bạn vẫn có thể chung thủy với anh ấy không? Nếu câu trả lời là có, thì chúng ta là một người đáng tin cậy ở trong mắt người khác. Và điều quan trọng hơn đó là chúng ta cần phải là một người đáng tin cậy ở trong thuộc linh. Chúa nói rằng là ai trung tín ở trong việc rất nhỏ cũng sẽ trung tín ở trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Luca đoạn 16 câu số 10. Vậy thì khi chúng ta có một sự trung tín với Chúa và Chúa tin tưởng nơi chúng ta, Chúa trao chúng ta nhiều hơn, thì chúng ta sẽ là một người đáng tin ở trong mắt của Chúa. Và khi mà Chúa đã tin tưởng chúng ta rồi thì Chúa sẽ trao chúng ta nhiều trọng trách, nhiều công việc hơn, nhiều phước hạnh hơn. Và nếu mà Chúa đã tin tưởng chúng ta rồi thì người khác cũng sẽ tin tưởng nơi chúng ta. Như vậy thì tôi đã vừa mới chia sẻ cho chúng ta, những người bạn trẻ chúng ta hiểu được những cái đặc tính của một người mạnh mẽ, một người thanh niên mạnh mẽ như thế nào ở trong vương quốc của Chúa. Có thể chúng ta nhìn thấy điều đó chúng ta cảm thấy buồn cười, nhưng mà đó cũng là một trong những cái hậu quả của việc là xa cách Chúa và mình không có lời của Chúa. Cho nên lời của Chúa rất là quan trọng trong đời sống của những người thanh niên, những người trẻ. Chúa muốn chúng ta được mạnh mẽ. Amen không ạ các bạn? À, hãy nói với chính mình rằng tôi sẽ đắc thắng được những cái tội lỗi và những cái thói hư xấu. Nhờ có Chúa là đấng thêm sức cho tôi. Amen. Và khi các bạn sống mà chân thật, sống mà có sự trong sạch, sống mà có sự đáng tin tưởng, tin cậy, chắc chắn các bạn sẽ là ứng cử viên số 1 cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Nào chúng ta hãy cùng nhau đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện giờ phút này. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì lời của Chúa buổi chiều nay nhắc nhở mọi người chúng con, đặc biệt là các bạn trẻ ở trong hội thánh của Chúa, rằng chúng con cần phải sống một đời sống tinh sạch để đời sống của chúng con sẽ được trở nên mạnh mẽ trong vương quốc của Chúa, được hiệu quả ở trong mọi công tác phục vụ nhà Ngài. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa ngày bảy gãy tất cả những sự yếu đuối, những cái sự xấu hổ, những cái sự mệt mỏi nản lòng các bạn trẻ chúng con, trong danh Chúa Jesus Christ, những cái tà linh gây ra những sự mệt mỏi yếu đuối này nó phải rời xa khỏi các bạn trẻ chúng con trong hội thánh của Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ. Con không chấp nhận những cái sự ô uế, những cái bất khiết, những tà linh của những sự dâm dục, tà dâm, ô uế nó ảnh hưởng trên đời sống của các bạn trẻ chúng con. Trong danh Chúa Jesus Christ, con bậy gãy tất cả những mũi tên, những cái ý tưởng, những cái lời nói dâm ô, bậy bạ, đồi trụy nó làm cho đời sống của chúng con bị lây ô uế từ trong thời gian. Lạy Chúa, xin huyết của Ngài bao phủ chúng con, tẩy sạch tâm trí của chúng con, tẩy sạch tấm lòng của chúng con, Chúa ơi, để chúng con được bước đi một cách vững vàng, chắc chắn ở trong sự trong sạch của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con có một đời sống trong sạch từ trong ý tưởng của chúng con, từ trong tấm lòng của chúng con, Chúa ơi. Không phải chúng con cố gắng nỗ lực để chúng con tu thân tích đức giống như là những tôn giáo khác, nhưng mà chúng con có Ngài giúp đỡ chúng con, để chúng con thật sự là một người có sức mạnh từ trong nội tại của chúng con, từ trong tấm lòng của chúng con, để chúng con có thể nói không với tội lỗi, chúng con có thể nói không với là những cái điều ô uế, những cái điều tạp nham ở trong thế gian này làm bẩn tâm trí của chúng con, làm bẩn đời sống của chúng con. Lạy Chúa, xin hãy cứu chúng con. Những ai chúng con đang ở trong vòng vây cám dỗ của tội lỗi, những ai chúng con đang bị những cái điều hư xấu của thế gian này cám dỗ và lôi kéo chúng con vào trong những con đường gian tà, vào trong những mối quan hệ ô uế đối với là những kỳ nữ. Lạy Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ, con quỷ phá tất cả những điều này trên đời sống của các anh chị em chúng con, để chúng con được giải thoát, được tự do khỏi tất cả những cái linh tà dâm nó đang lôi kéo khiến chúng con bị rơi vào trong cái chỗ quỷ diệt đó. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đấng giải cứu chúng con, Ngài là đấng giải thoát chúng con ra khỏi những cái bẫy của tội lỗi. Xin Chúa Giêsu Christ giơ cái tay của Ngài ra để giải cứu thế hệ trẻ trong hội thánh của Chúa, giải cứu tất cả những anh chị em nào đang nghe lời của Chúa trong buổi chiều này, qua clip này, qua bài giảng này. Lạy Chúa, xin thương xót và tha thứ tội lỗi chúng con. Xin Chúa Ngài thương xót và cứu rỗi chúng con, Chúa ơi. Xin Chúa Ngài thương xót và can thiệp vào trong đời sống của chúng con, để chúng con có thể đắc thắng được những cái sự ô uế tối tăm ở trong đời này. Hầu chúng con được trở thành những chiến sĩ giỏi cho Chúa, những con người mạnh mẽ cho vương quốc của Đức Chúa Trời, để chúng con có thể giống như là những Joseph, những người được phước của Chúa, để chúng con có thể tỏa sáng cho vương quốc của Đức Chúa Trời sau này. Nguyện Chúa Ngài được vinh hiển qua đời sống tinh sạch của chúng con. Lạy Chúa, mỗi người chúng con ở trước mặt Chúa giống như là những trinh nữ tinh sạch không tì vết của Đấng Christ. Xin huyết Chúa Jesus Christ tẩy sạch tấm lòng, lương tâm của chúng con, sạch khỏi tất cả những điều hư xấu của thế gian này. Xin huyết Chúa Jesus Christ cũng tẩy sạch chiếc áo công chính của chúng con, để chúng con không bị ô uế bởi những cái điều mà chúng con đã từng trải qua trước đây. Lạy Chúa, con cũng hiểu rằng có những anh chị em chúng con cũng đã vấp ngã và không đắc thắng được cái tội lỗi đó trong đời sống của mình.
Xin Chúa thương xót và Ngài cứu chúng con ra khỏi những cái chỗ đó. Bởi vì ân điển của Chúa vẫn dư dật trên chúng con. Thời kỳ ân điển vẫn còn. Lạy Chúa, xin hãy cứu rỗi chúng con, để chúng con có thể ngợi khen Chúa và tôn cao danh thánh của Ngài ở trong đời sống của chúng con, vì Ngài là đấng giải cứu chúng con ra khỏi mọi tội lỗi. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài mặc lấy chúng con chiếc áo thánh sạch của Ngài, để chúng con có thể dạng dĩ ở trong sự thờ phượng Chúa, phục vụ Ngài sau này, và không có bất cứ điều uế của thế gian này có thể ảnh hưởng trên đời sống tâm linh của chúng con được. Xin Chúa Ngài phục hồi sức mạnh thuộc linh cũng như thuộc thể của chúng con, để sau này các bạn thanh niên chúng con trong hội thánh của Chúa sẽ là những người lính chiến mạnh mẽ để phục vụ Chúa, hầu việc Ngài không xấu hổ, không định tội, cũng như không có bất cứ một cái điều gì có thể ngăn trở cái sự tiến quân của các bạn. Chúa ơi, con công bố rằng họ sẽ là những đạo quân của Đấng Christ, có thể mạnh mẽ xuyên thủng những hàng phòng ngự của ma quỷ, của kẻ thù của chúng con. Trong danh là Chúa Jesus Christ, con công bố rằng họ sẽ là một thế hệ kế thừa để có thể mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời và có thể chiếm được cửa thành của quân nghịch sau này. Con cảm ơn Chúa. Nguyên Chúa ngài dứt giấy hội thánh của Chúa, và nhất là các bạn trẻ chúng con, để chúng con được phục hưng, được có một sức mạnh trong thuộc linh để tiếp tục bước đi trong sự kêu gọi của Ngài, phục vụ Ngài trong sự trong sạch và thánh khiết. Con cảm ơn Chúa, vì ý muốn của Chúa là tốt lành cho đời sống của chúng con. Chúng con xin dâng tất cả các anh chị em chúng con, hội thánh của Chúa trong bàn tay quyền năng của Cha. Chúng con ngợi khen Ngài vì Chúa Ngài luôn ở cùng với chúng con cho đến tận thế. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.